Thưa quý vị, bên cạnh những lẵng quà tươi, vài năm trở lại đây, các sản phẩm quà handmade làm từ kẽm nhung cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi chúng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng tinh tế và có thể lưu giữ theo thời gian. Từ một lần tình cờ biết đến hoa kẽm nhung trên mạng xã hội, chị Nguyễn Ngọc Phương Trinh, phường 1, thành phố Tân An đã quyết định tìm hiểu và thử sức với món đồ handmade này. Ban đầu dù gặp không ít khó khăn, nhưng với niềm yêu thích cộng với sự ham học hỏi, giờ đây chị đã có thể tự tay làm ra đa dạng các loại hoa theo yêu cầu của khách hàng. Hoa mà được khách hàng ưa chuộng nhiều nhất thì hiện tại là có hướng dương với lại mẫu đơn, cúc nhiều. Có mai nữa, mai đào. Bông thì tùy bông, tại cái này là làm thủ công, phải làm từng cánh rất là cực. Nhiều lúc một bông mà làm cả ngày luôn, như bông sen này nè. Lúc mới làm là làm cả ngày mà chưa được bọc một bông nữa. Là bông sen này là cao nhất là từ 100 tới 150 tùy theo bự nhỏ. Còn có nhiều bông như là tulip 30.000 một cành, lan nè, này là lan khoảng 80.000 một cành. Tùy theo giá, nhưng mà kiểu người ta sẽ đặt theo bình, người ta sẽ đặt theo bình nhiều hơn. Bình thì tầm 400, 500, nó lên, có nhiều người đặt tới 1,5 triệu một bình. Để có được tác phẩm đẹp đáp ứng nhu cầu thị trường, chị Trinh còn kết hợp với những người cùng đam mê tìm ra ý tưởng mới lạ nhằm đem đến nét đặc trưng riêng cho từng bó hoa. Làm một mình thì không có hứng đâu nha. Còn khi mà ba chị em ngồi lại thì nói chung là ra được hoa nhiều lắm. Còn mà làm một mình thì kiểu biết ý tưởng á. Giống như người này, chị ơi hôm nay chị làm hoa này đi, này kia, thì sẽ có nhiều ý tưởng hơn. Để tạo ra một cái ý tưởng thì chị em ngồi lại với nhau thì mình sẽ ra được một cái, ví dụ như một cái tông màu nào đó nó phù hợp. Chẳng hạn màu cam thì mình sẽ đi những cái tông màu nào phù hợp, chứ không có phải chói lọi nhau quá thì nó sẽ ra được tác phẩm đẹp. Từ những cành kẽm nhung đơn điệu mộc mạc, với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của người thợ đã tạo ra nhiều sản phẩm đẹp mắt, mới lạ, thích hợp để làm quà tặng cho bạn bè, người thân trong những dịp lễ Tết. Đây cũng là cơ hội để nhiều người có niềm đam mê với đồ handmade có thêm thu nhập.